Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Tài của mình. Kênh Tiếng Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới áp dụng vào lĩnh vực xe máy của mình. Vâng, trước màn hình của mình hiện tại là hai chiếc máy Smart Tool 2 nha các bạn. Vâng, chủ đề hôm nay mình muốn nói tới là sử dụng thiết bị máy Smart Tool 2 để đọc mã ơSem ID từ ơSem các bạn. Như các bạn đã biết, trước giờ chúng ta đọc cái mã ơSem ID từ cái hộp ASU nha các bạn. Một dắt, hai dắt. Đây. Hai dắt nè các bạn. Hay là một dắt cũng đọc từ ASU ra. Honda hay là Yamaha, các bạn cũng phải là đọc từ hộp ASU ra để chúng ta lấy mã ơSem ID ha. Và hiện tại á, khi mà các bạn mất cái hộp như thế này nè, mà các bạn không còn giữ được mã ơSem ID thì coi như những cái cục ơSem như thế này, độ cứng như thế này, thì hầu như là bỏ ngỏ, hầu như là các bạn sẽ cái việc đọc từ mã ơSem ID ra từ cục ơSem là không thể, hoàn toàn không thể nha các bạn. Thì hiện tại đối với máy Smart Tool 2 của mình sẽ cập nhật cho các bạn là chức năng đọc mã ơSem ID từ cục ơSem ra cho các bạn luôn, thì biến điều không thể thành điều có thể cho các bạn ha, tăng cường tính năng của máy Smart Tool lên nha các bạn, cho phép các bạn đọc mã ơSem từ cục ơSem ra luôn, mà điều đó trước giờ hầu như là không thể làm được nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn xem video để đọc mã ơSem ID từ cái cục ơSem như thế này nha các bạn. Thì bắt buộc các bạn cần phải là khui hộp ơSem ra nha các bạn. Hiện tại cái hộp ơSem dạng là nhôm vừa ơSem vừa sạc như thế này thì hiện tại trên thị trường chúng ta đã khui rất là nhiều rồi ha. Ngoài việc là cho ghi map thì hôm nay chúng ta sẽ làm luôn một chức năng nữa là đọc mã ơSem ID từ cục ơSem ra. Mà khi đọc cái mã này ra thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào đọc qua được cái đường Calais đâu các bạn ha. Tại vì đường Calais thì không cho phép chúng ta đọc cái mã ra đâu. Thì bắt buộc chúng ta cần phải là kết nối chính xác đúng vị trí của việc đọc mã ơSem ID ra ha, để thực hiện đọc trên máy Smart Tool. Và chức năng này sẽ cập nhật cho các anh em thợ đang sở hữu chiếc máy Smart Tool sắp tới ha. Qua Tết xong thì sẽ là công ty tiến hành là cập nhật hoàn toàn miễn phí cho các anh về việc đọc chức năng đọc mã ơSem ID từ máy Smart Tool cho các anh luôn ha. Về sơ đồ hướng dẫn kết nối chi tiết như thế nào á, thì sẽ là có phần mềm cho các anh luôn, thì các anh không cần phải bận tâm về cái vấn đề là vị trí hàng chân như thế nào, vị trí như sao, không cần phải là bận tâm hay các anh. Rồi, mình sẽ kết nối với máy Smart Tool để là tiến hành đọc mã ơSem ID ra từ cái cục ơSem ha các bạn. Bây giờ mình xin tiến hành là thao tác đọc mã ơSem ID từ cục ơSem ra cho các bạn xem ha. Mình vẫn là vào phần Smart Key nha các bạn. Các bạn chọn Enter. Thì khi vào đây, cục ơSem của mình đang thực hiện là cục của Honda Vario, thì mình sẽ chọn là của Honda. Nếu như của các bạn là Yamaha Suzuki thì các bạn chọn Yamaha Suzuki giúp mình nha. Rồi, mình sẽ chọn Enter. Rồi, trong phần này của mình sẽ có 3 phần cho các bạn lựa chọn. Một là 33 chân, hai là 20 chân của hai dắt, và cái cuối cùng là 21 chân một dắt. Và cái con Vario của mình á là 20 chân hai dắt nha các bạn, thì mình sẽ chọn là 20 pin hai dắt. Rồi, tiến hành là Enter. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn là phần là reset ơSem giúp mình nha. Chọn Enter. Sau khi chọn reset ơSem rồi á thì vô đây thì có rất nhiều xe cho các bạn chọn tùy vào dòng xe
ha. Của mình là Wario á, thì mình sẽ tiến hành là kiếm chọn Wario đúng đời xe giúp mình nha. Đây, Wario và click ha các bạn. Các bạn nhấn Enter để chọn. Rồi, trong đây của mình sẽ có hai chức năng, một là đọc mã OSM ID, hai là reset OSM ID. Và bây giờ mình sẽ là thực hiện chức năng là đọc mã OSM ID cho các bạn xem. Rồi, tiến hành là chọn. Hiện tại là máy Smart Tool của mình đang lấy dữ liệu từ cục OSM ra mã hóa thành một cái mã cho các bạn xem. Đây, OSM ID của mình, các bạn sẽ xem đây ha, mã code OSM ID ha các bạn. Một cái thao tác rất là nhanh, chưa đầy 30 giây đã đọc được mã OSM ID từ cục OSM ra mà hầu như là trước giờ không thể làm thực hiện được ha các bạn. Một giải pháp tối ưu mà sẽ sắp tới sẽ cập nhật lên máy Smart Tool. Đối với những anh em đang sở hữu chiếc máy Smart Tool 2 thì sẽ được cập nhật hoàn toàn miễn phí ha. Còn những anh em mà chưa sở hữu máy Smart Tool á, thì vui lòng gọi trực tiếp cho mình với số là 0964 168 131. Ở khu vực miền Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn muốn trải nghiệm máy Smart Tool 2 để đọc mã OSM ID từ cục OSM ra thì liên hệ trực tiếp cho mình ha. Thì mình sẽ hướng dẫn và chuyển giao cái phần công nghệ này cho các bạn ha, hoàn toàn miễn phí ha, lên trải nghiệm hoàn toàn miễn phí ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xin thoát ra và mình sẽ vào chức năng là reset lại mã OSM ID ha các bạn. Chức năng reset mã OSM ID rất là hay ha các bạn, có nghĩa là mình sẽ reset trắng nó luôn, giống như là một OSM ID mới à. Các bạn cứ việc là đem lên xe, bật khóa lên để cho nó nhận bất kỳ một cái mã OSM nào ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ là vào phần là reset mã OSM ID cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình xin tiến hành là Enter để chọn. Hiện tại máy đang thực hiện ha các bạn. Các bạn sẽ đợi chờ tầm khoảng là 30 giây là xong rồi các bạn ha. Một cái thao tác rất là nhanh, giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí, thời gian ha các bạn. Mà mình không cần phải mua nguyên một bộ OSM, ASU để thay thế đâu ha. Hiện tại của mình đã đọc mã reset OSM đã thành công rồi nè. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem bằng cách đọc mã lại OSM, xem nó còn hay không ha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đọc lại OSM ID cho các bạn xem là mã OSM ID còn hay không. Đây nè các bạn, hiện tại đã reset trắng luôn ha các bạn. Các bạn chỉ cần việc đem cục OSM này đưa lên xe, mở khóa lên thì tự động mã OSM ID trong hộp ASU sẽ truyền đăng ký với OSM này ha các bạn. Rồi, video hôm nay thì mình xin giới thiệu về chức năng là đọc và reset mã OSM ID từ OSM của máy Smart Tool 2. Mọi thắc mắc hay muốn trải nghiệm gì thì cứ việc liên hệ trực tiếp cho mình qua số 0964 168 131. Đặc biệt những anh em ở khu vực miền Nam thì sẽ được trải nghiệm trực tiếp luôn, hay là mình sẽ bàn giao công nghệ này tận tay cho các anh luôn. Rồi, xin chào tất cả các anh em.